ngày 29 tháng 4 Mừng kính thánh nữ Catarina Tin mừng theo thánh Gioan Khi ấy, Đức giê nói với các môn đệ Ai có và giữ các điều răn của Thầy Người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy Mà ai yêu mến Thầy Thì sẽ được cha của Thầy yêu mến Thầy sẽ yêu mến người ấy Và sẽ tỏ mình ra cho người ấy Ông Judah không phải Judas Iscariot nói với Đức Giêsu: "Tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian?" Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây, không phải là của thầy nhưng là của Chúa Cha, đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Kinh thưa Cộng đoàn Catarina là vị thánh rất đặc biệt Ngài sinh năm 1347. Năm 16 tuổi, Catarina được mặc áo dòng ba thánh đa minh. Từ đây, chị sống đời cầu nguyện và hy sinh, hãm mình nhiệm nhặt và sống khắc khổ. Catarina sống trầm lặng trong phòng riêng, hầu chuyện với Chúa, gặp gỡ Chúa và sống kết hợp với Chúa. Ngài chỉ ra khỏi phòng khi đi tham dự thanh lễ, bà kiên làm các việc bổn phận. Cầu nguyện và chay tịnh là nếp sống thường nhật của Ngài. Chị khao khát dân mình cho Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Năm 23 tuổi, trong một thị kiến, chị Catalina được lận truyền bước vào con đường hoạt động tông đồ. Ngài xả thân phục vụ người nghèo, và bệnh nhân vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa bị bỏ quên chị được Đức Giêsu hiện ra kết hôn màu nhiệm nhận ngài là vị hôn thê trong đức tin lòng bừng cháy lửa mến chị nỗ lực để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu chịu đóng đinh Chúa dùng những tia sáng in các thương tích của ngài nơi thân xác chị chị catarina được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết đạo lý một cách đặc biệt. Chỉ có thể đọc cho hai hoặc ba thư ký viết cùng một lúc những vấn đề khác nhau mà không nhầm lẫn. Vì thế, tác phẩm thần học nổi tiếng là quyển sách đối thoại mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho giáo hội. Chúa Thánh Thần ban cho chị Catarina nhiều ân huệ thiêng liêng và lạ lùng. Chị kết hợp đời sống chiêm niệm và cầu nguyện với hoạt động tông đồ một cách khéo léo, hài hòa. Năm 29 tuổi, chị Catarina dùng lời nói đầy nhiệt huyết và những bức thư vừa cứng rắn vừa tế nhị để thôi thúc Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 đang sinh sống tại nước Pháp trở về Roma lãnh đạo giáo hội để vượt qua những khó khăn và thử thách của thời đại. Sự hiện diện của chị Catalina mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người. Chị là thiên thần hòa giải, giúp đỡ nhiều gia đình, nhiều cá nhân đang thù nghịch và chống đối nhau, được hòa giải và chung sống bình an. Hàng ngày, nhiều người đến xin chị Catarina hướng dẫn cho đàn thiên liêng đạo đức. Thế vậy, bề trên giao cho Ngài công tác giảng dạy lời Chúa. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Ngài chỉ là một cô gái bình thường mà diễn đạt những tư tưởng cao siêu như một nhà thần học uyên bác. Tháng Giêng năm 1380, chị Catarina ngã bệnh nặng và ngày 29 tháng 4, chị qua đời. Một cuộc đời tuy ngắn ngủi, chỉ có 33 năm sống trên trần gian. Nhưng chị Katarina sống thân tình với Thiên Chúa trong việc cầu nguyện liên lỉ và nhiệt thành dẫn thân hoạt động tông đồ. Chị mang lại một sức sống mới cho giáo hội, giúp nhiều người nhận ra tình yêu và lòng Chúa thương xót. Nhưng trên hết, chính thiên chúa thực hiện những điều vô cùng kỳ diệu qua cuộc đời của thánh nữ để mọi người nhận biết sự hiện diện tình yêu và quyền năng của thiên chúa